Đây, rồi bế em ra. Ôi trời ơi, hôm nay mình đi chọn chồng đây. Ôi trời ơi, con gái lớn đến tuổi đi lấy chồng. Đây, hôm nay đi ra chọn xem có anh nào ngon ra hay không, đúng không? Một dàn trai cho mình nữa, nhưng mình yên tâm đi, ở nhà kêu phát sốt cả ruột, đúng không? Gào lên, người ta đến tuổi ra, người ta đến tuổi người ta cũng phải gọi là cần chứ, đúng không Manny? Đây cháu giá, đây chân ngắn tai cụp màu này, đây bác xem có anh nào phù hợp, đẹp dai, ngon dai giới thiệu cho cháu. Con dâu đây. Nay đi tìm rể đấy. Ở trên kia là có bao nhiêu anh à anh? Trên kia là có 5 con, 5 dai đúng không? Trời ơi mình lên mình cứ lựa con ạ. Thích thằng nào lựa thằng đấy nhá con nhá. Sợ thật. Là chỗ anh nó ngoài. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ngũ hồn con trồn đấy. Sáng nay mình cũng phải hỏi không, nhưng mà căn bản là ví dụ như bây giờ bình thường mà đi phối mèo với phối cún bây giờ ấy là đâu phải đơn giản giống như ngày xưa nữa đâu. Bây giờ là cánh mày râu đàn ông như nói thì không phải đấy, thật ra không bằng không bằng mấy con mèo đi phối, người ta đi phối ít nhất là 5-10 triệu, không phải 20-30 triệu đấy, chứ đừng có đùa. Nhà Manny nhỉ, được nhà mình bây giờ đang là để phối 25 triệu mà. Đấy trời ơi, con gôn đấy là con CD luôn, thấy chưa? Anh có cảm thấy thua kém không anh? Yêu quá, yêu quá, thương quá. Con này dễ thương không? Dạ, cháu tên Manny đấy. Mà ngoan. Ngoan, dễ thương. Ngoan này thì chắc là dễ phối. Mình sang cái đường là màu cái mình chưa đấy, bây giờ nó giữ. Nó giữ nó sẽ lồng lên, bế này không chịu đâu. Dạ. Chui chỗ này chui chỗ kia nó có phối, bé này là ngoan. Thế nhưng mà ví dụ như mà ngoan như này là nếu mà lên là làm luôn được thì là không làm luôn được, thì phải làm được. À, ý là phải ở lại à? Hay là thế là hôm nay mình sẽ đi sang đây, xong rồi mình ở đây vài ngày con ạ. Đâu, dâu mà. Hello. Dâu là rể. Đi kiếm chồng cho cháu đây. Dạ đây, cái nào hello. Dạ. Hello, chào em. Trời ơi. Hello. Mình à, khờ cái nào? Ui chú chào ơi, nhiều thế này cơ mà. Ê, hello Mình à, nhà em là chuyên cún chứ không có chuyên mèo như nhà mình. Đây, trời ơi làm quen bên này nhờ. Thế anh trai này thì sao? Em thích cái màu vàng như thế này này. Em trai này thì chưa có phối được. Đang tập thế à? Con này nó cũng mang cái cả sai tơ à? Thế còn đây, mấy em con này xinh này, ở bên trong này này. Ôi dồi ôi, nhìn mặt thằng này yêu thế này cơ mà. Anh, cho con này ơi. Cho con gái. Này, mặt thằng này yêu thế này cơ mà. Ôi dồi ôi. Anh ơi. Này. Trời ơi, anh cầm một em, bế em rồi. Này nhá, em nói thật cho anh biết nhá, cái ngày mà em mua con Manny ấy 1/4 chiếc mẹt. Anh bảo rằng là con Manny đắt, rồi mọi người trên mạng cũng kêu là con Manny đắt. Em xin chiếc mọi người rằng là không hề đắt. Em bé trời. Thật, rất xứng đáng, chứ không phải là không. Nhắm con này từ lúc đấy sang rồi, nhưng mà thằng này còn non của nó đúng không? Dạ, chưa. Bạn này mới về chứ mình phải tích bên đây. À, chưa làm ăn được gì à? Dạ đang dưỡng sức. Đang dưỡng sức. Thế là không về nhà. Thì con thích anh này không? Được không? Ngon dài này cơ mà con. Thấy thương thật. Chân nó này. Chân nó ngắn tún à? Chân nó ngắn tún à? Thật, em sau này rồi chỉ có làm cố gắng kiếm tiền để có thể gọi là mua được nhiều mèo đẹp và chó đẹp thôi. Ok luôn, đẹp quá. Thế này mà còn cụp nữa thì không biết bao nhiêu tiền cho vừa nhở. Đây là thẳng đấy nhá. Cái này đây thẳng. Bạn này thì con cun phả. Dạ. Nước nào về hả chị? Cái này em nhập Trung. À, dạ. Thế là dai Trung, thế là dai Trung à? Dạ. Em tưởng nhìn này tưởng Âu chứ. Âu thì không có sáng vậy đâu chị. Đẹp quá. Bên Trung đó, thấy người ta cũng bế có thấy người ta trời ơi xinh quá thôi mất thôi. Trung Quốc giờ về. Dễ thương. Đây. Đây Tính ra là ôi trời ơi trời ơi người ta giữ chưa, trời ơi. Ở nhà thì đã kêu ầm mỹ trở lên nhưng mà ra đây người ta sợ rồi. Ôi trời ơi ghê không. Tính ra là thằng này mà phối được là cũng cố dáng đấy, tại vì đẹp quá. Nhưng mà nó mới về đúng không? Nên năm ra vẫn còn nhát đúng không? Mới về vẫn còn nhát, với lại là lạ môi trường á chị, phải làm quen với ghê rồi đấy, kinh không? Kinh không? Ngoào, ai làm gì mà ngoào? Nó chọn chồng cho con nó không biết không? Mình làm quen với thời tiết ở Việt Nam, thằng này về Việt Nam cũng phải quen 1 tháng nó mới phối. Thế anh này thì sao? Anh này thì sao? Ok không? Ok không? Cái qua nhà đực á, hay quýnh đực với hay lại nhà đó, mình phải để từ tới tối khuya nó mới quen. Còn là nó quýnh đực đe tu thôi. Trời ơi, khè ghê không? Dữ dằn đó. Nhìn mặt buồn cười mà. Ôi thằng đó về nó cũng mập lắm. Về đây cái xong cái nó tuột lông, nó thay lông á, cái đó là gì vậy? Trời ơi, mèo con này dễ thương vãi trưởng. Trời ơi, cho em xin một ít flash đấy. Trời ơi, mèo con này dễ thương quá. Trời ơi, con này nó béo quá. Nó béo mà nó nhìn nó tim mẹ nó kìa. Trời ơi, dễ thương quá. Cho sờ một tí nhá, cho người ta sờ một cái thôi nhá. Không, eo ơi, kiếp con này nó ham chưa? Nó ham nhất đàn đấy. Nhìn thích nhỉ? Trời ơi, cho cô nhìn cái mặt cái nào. Ôi đồ xinh quá em ơi, xinh quá. Béo tròn đung trục này. Thôi vào với mẹ đi, con vào với mẹ đi. Dễ thương nhỉ? Eo ơi, con man này nhà em phối mà đẻ ra một đống con á thì còn lâu nó mới chăm, có gần nó bắt em chăm ấy. Nói chung là nếu như mà phối á, cái bé đây, lửa đây rồi. Đâu. Trời, đi ra đây, cô quay cái chân cái. Trời ơi, để em đi ra kia đi, xong rồi đi lại đây cho cô quay cái chân cái. Nó lại thế chứ lại. Ra đây con. Đi ra đây này. Đi ra đây. Mèo. Ôi trời ơi, như cái chân. Ơi. Xinh thật đấy. Đó là con của thằng này, đây là cái chân mê quá. Nhưng mà đang sổ mũi kìa. Ôi trời ơi. Trời ơi, mũi thòng lòng kìa. Đẹp quá. Xinh quá. Xinh quá. Đuôi thích ghê ấy. Alo. Nào, thế con đồng ý anh kia không? Tức con phải sự phụ thuộc vào sự đồng ý của con nữa đấy. Manny ạ. Thôi con ở đây nhá, 5 ngày hôm sau sẽ sang đón con nhá. Ok không? Tiếp vào đây sợ tay dựng ngược cái này này. Ôi trời ơi, ghê gớm đấy nhỉ. Mình ghê gớm đấy nhỉ. Thôi ở đây nhá. Ok, sang 5 hôm nữa sang đón nhá. Ok không? Đóng phòng 2 chút. Ok. Rồi. Quánh nhau đấy, đấy. Là đang phối luôn. Ghê thật. Bà này bà gừ này. Bà này bà gừ là trong kia nó đánh nhau. Quá là yêu đi rồi này. Qua đây nó hay hùa. Chỉ cần một đứa ở ngoài quấn nhau rồi nó sẽ bao. Cô nhìn cái chân thích không? Cho em hỏi kia không phải chứ tổng thiệt hại trong căn phòng này này, hiện tại bây giờ ấy, tổng thiệt hại trong căn phòng này anh chị tốn bao tiền rồi? Em sơ là cái con kia là đâu, con nửa tỷ đâu rồi? Con nửa tỷ này. Con này là 300 đúng không? Con nửa tỏi đó thì là của khách em. À, của khách hả? Em. Còn đang phối mà cũng đang phối. Dạ, đang giữ để mà dưỡng cho khách của em á. Còn mà con nhà em đúng chính xác ở đây á là có mấy đứa này thôi. Mấy này thôi, còn con nửa tỏi là của khách em. Trời ơi, nhìn cuộc đời nhìn chán chưa? Chán mình đang phê sữa mà, cuộc đời đang phê. Yêu thật đấy. Eo ơi, bà Manny bà ấy dữ thật đấy. Hôn anh cái, thơm anh cái, làm quen với anh cái nào. Mà nhìn vô là nó ghét nhau luôn ấy, là giải tán luôn á. À, thế là phải từ từ đúng không? Dần đúng không? Thôi con ở đây nhá, 5 hôm sau mẹ sang đón nhá. Ok, đừng có gào ghê quá nhá, ở nhà quằn quại lắm rồi đấy nhá con nhá. Thương lắm á, cháu tiểu thư lắm ấy. Ở nhà chỉ thích anh tiểu lối thôi, nhưng mà anh tiểu lối có làm gì được đâu. Không biết làm gì cả, rất thích tiểu lối luôn ấy. Thôi về nhá, bye bye nhá, ở đây nhá. Rồi, nhớ anh chị nhá.